cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, lãnh đạo có bản lĩnh chính trị tốt là như thế này hay sao? Lúc sinh thời, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn chủ trương giáo dục đạo đức cho cán bộ, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam để trở thành những con người liêm khiết và không bị cám dỗ bởi tiền bạc. Tuy vậy, những lãnh đạo cấp cao là người thân cận với ông Tổng Bí thư như ông Thường, Huệ, bà Trương Thị Mai thì ít nhất mỗi vị cũng ấm của dân vài triệu đô la rồi xin thôi chức và được ông Trọng cho hạ cánh an toàn. Đúng ra, ông Trọng phải chỉ đạo xử lý đúng pháp luật, thậm chí phải truy tố hình sự và tịch thu tài sản để sung công quỹ. Vào ngày 27 tháng 8, truyền thông nhà nước đưa tin, Cục An ninh điều tra A09 Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án xảy ra tại công ty Xuyên Việt OE. A09 đã đề nghị truy tố 14 bị can, trong đó có ông Lê Đức Thọ, cựu bí thư tỉnh ủy Bến Tre, bị truy tố nhận hối lộ và lợi dụng chức vụ quyền hạn, gây ảnh hưởng với người khác để trục lợi. Theo kết luận điều tra, quá trình điều hành hoạt động kinh doanh xăng dầu tại công ty Xuyên Việt OE, bà Mai Thị Hồng Hạnh có vi phạm trong việc quản lý sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu, gây thiệt hại tổng cộng 1.463 tỷ đồng. Số tiền này được bà Hạnh dùng để mua bất động sản, cho bạn bè vay, chi tiêu cá nhân và đưa hối lộ. Theo đó, vào năm 2018, công ty Xuyên Việt OE có quan hệ tín dụng với ngân hàng Vietinbank để được ông Lê Đức Thọ, lúc đó là chủ tịch hội đồng quản trị, giúp cấp giới hạn tín dụng, kéo dài thời gian duy trì giới hạn tín dụng. Bà Hạnh đã 3 lần tặng quà cho ông Lê Đức Thọ. Lần thứ nhất là tặng một bộ gậy Gold trị giá 1,1 tỷ đồng và một đồng hồ Patek Philippe Plus giá 421.000 đô la. Lần thứ hai tại nhà khách tỉnh ủy Bến Tre, bà Hạnh đưa cho ông Thọ số tiền 200.000 đô la. Lần thứ ba vào tháng 5 năm 2022, bà Hạnh mua cho ông Lê Đức Thọ ô tô hiệu Mercedes-Benz trị giá 6,7 tỷ đồng. Trong tổng số tiền hối lộ trên tới hơn 1 triệu đô la đã nhận của bà Hạnh, bị cáo Thọ nộp lại cho công an hơn 400.000 đô la. Số còn lại, ông Thọ khai đã tiêu hết. Được biết, trước khi về Bến Tre giữ chức bí thư tỉnh ủy, vào tháng 7 năm 2021, ông Thọ từng có 3 năm làm chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng công thương, tức là Vietinbank. Trước khi bị bắt, bí thư Thọ đã bị xử lý kỷ luật vì bị phát hiện có số dư hơn 3.000 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng và không giải trình được. Đó là chưa kể đến số cổ phần hay trái phiếu trị giá khoảng 1.000 tỷ đồng. Vậy mà tháng 7 năm 2021, báo Tuổi Trẻ cho hay, khi chào quyết định bổ nhiệm chức bí thư tỉnh ủy Bến Tre cho ông Thọ, trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai đã đánh giá ông Thọ là một lãnh đạo trẻ có năng lực và bản lĩnh chính trị tốt. Theo giấy thạo tin, Lê Đức Thọ là đệ tử của cựu thống đốc ngân hàng nhà nước Nguyễn Văn Bình, tức Bình Ruồi. Với sự hậu thuẫn của ông Bình, Thọ đã ỷ nhiều tiền để nhằm nhè vận động để giành chiếc ghế thống đốc ngân hàng nhà nước. Nhiệm kỳ đại hội 14 sẽ diễn ra vào đầu năm 2026. Cho nên ông Thọ đã bị các thế lực kình địch trong đảng phang cho nước phải chấm dứt sự nghiệp chính trị tại hội nghị Trung ương 8, sau đó bị tống vào tù. Ngoài ra cũng có tin cho rằng bí thư Thọ đã bị bắt vì tội quá giàu nhưng không chịu trung trì theo luật ngầm trong đảng. Đáng lo hơn, không hiểu vì sao các quan chức lãnh đạo thời ông Trọng có một sở thích quái đản, đó là luôn đeo đồng hồ Patek Philippe mà mỗi chiếc trị giá bằng mấy căn nhà. Phải chăng đây là lý do khiến Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng tự hào chưa có bao giờ được như bây giờ? Nghiêm trọng hơn nữa, trong đảng hiện nay không chỉ có một người như ông Thọ mà còn có vô số người khác chưa bị lộ. Chống tham nhũng theo kiểu ông Trọng, nếu quan tham không may bị lộ, thì các lãnh đạo từ cấp ủy viên trung ương trở lên được phép chủ động xin thôi chức và nộp lại 2/3 tài sản tham nhũng. Khi đó họ chỉ bị xử lý hành chính hay kỷ luật trong nội bộ đảng mà không bị xử lý hình sự. Quy định này đã được nghị quyết hóa bằng chỉ thị số 20TB vào ngày 8 tháng 9 năm 2022 của Bộ Chính trị. Trên mạng xã hội đã có nhiều ý kiến cho rằng với chủ trương như vậy, thực chất là chính sách khuyến khích tham nhũng của ông Trọng. Như vậy chỉ có các lãnh đạo ngu mới không vơ vét để mà làm giàu. Cũng xin nhắc lại, trước hội nghị trung ương lần thứ 8 vào tháng 10 năm 2023, tin hành lang cho biết Lê Đức Thọ từng phân bua rằng ông bị đánh hội đồng. Ông Thọ khẳng định ông sao giàu bằng Lê Minh Hưng, cựu thống đốc ngân hàng nhà nước hiện nay là trưởng ban tổ chức trung ương. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin cựu bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, lãnh đạo có bản lĩnh chính trị tốt là như thế này hay sao? Thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự mạnh hay không? Sau kỳ họp bất thường lần thứ 8 của Quốc hội khóa 15, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã lập tức kiện toàn bộ máy lãnh đạo của chính phủ. Cùng với đó, ông Nguyễn Hòa Bình được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng Thường trực. Theo giới quan sát, các nhân sự Phó Thủ tướng trong các nội các Thủ tướng hiện nay
đã sạch bóng dáng các nhân sự do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm, có số lượng 5 phó thủ tướng được đánh giá là dư thừa. Điều đó cho thấy Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chủ trương thay máu trong bộ máy chính trị cũ một cách sâu rộng để sắp xếp nhân sự mới phục vụ cho một triều đại mới. Không phải ngẫu nhiên mà truyền thông nhà nước đưa tin. Trong phát biểu tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng 14, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh rằng thống nhất nhận thức về khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam sau 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới. Từ đó có nhận thức đúng về tầm vóc và ý nghĩa lịch sử của Đại hội Đảng lần thứ 14. Phải chăng tuyên bố này của ông Tô Lâm báo hiệu sẽ có những thay đổi lớn cho đất nước Việt Nam? Trên mạng xã hội có nhiều ý kiến phân tích và nhận xét khác nhau, đa phần là hoài nghi, thiếu tin tưởng. Không chỉ là sâu cân, đừng nghe mà hãy nhìn. Quan trọng hơn, một số ý kiến cho rằng liệu ông Tô Lâm có qua nổi con nước tháng 10 sắp tới khi Quốc hội bầu lại chức danh Chủ tịch nước hay không? Theo những ý kiến này, nếu ông Tô Lâm không thực hiện được mô hình nhất thể hóa giống Trung Quốc, chắc chắn Tổng Bí thư Tô Lâm khó có thể nắm quyền lực tuyệt đối trong đảng. Trong khi đó, ông Tô Lâm đang đứng trước các thách thức nghiêm trọng trong vấn đề đối nội cũng như đối ngoại. Tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, một cựu quan chức ngoại giao Việt Nam, tiết lộ lý do vì sao Tổng Bí thư Tô Lâm phải rời lịch đi chuyến thăm Trung Quốc sớm hơn dự kiến. Ông Thắng đã nói, ông Tô Lâm đã nhận lời mời từ chính phủ Mỹ. Một cuộc gặp gỡ chính thức giữa Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm với Tổng thống Mỹ Biden đang được lên kế hoạch. Dịp ông Tô Lâm sang thăm New York dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 79. Nếu xuất hiện trước thế giới những biểu hiện của sự chuyển giao, Tô Lâm sẽ trở thành mục tiêu chỉ trích từ nội bộ. Về đối nội, ông Tô Lâm đang phải đương đầu với những thử thách và phức tạp gấp bội. Đó là việc tranh chấp quyền lực giữa các phe phái trong đảng và nhân tố Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn chưa được bình định cho xong. Mối quan hệ giữa Tô Lâm và ông Trần Cẩm Tú, người dự kiến sẽ ngồi ghế thường trực Ban Bí thư để Đại tướng Lương Cường ngồi ghế Chủ tịch nước, vẫn chưa rõ ràng. Trong khi đó, lập trường của phe quân đội thời hậu Nguyễn Phú Trọng rất rõ ràng và dứt khoát. Đó là quân đội chứ không phải công an là trung tâm quyền lực. Đó là vì sao? Tuy ông Tô Lâm là Bí thư Quân ủy Trung ương nhưng vẫn không tranh thủ được sự ủng hộ từ quân đội. Chỉ dẫn ra đây ba ví dụ đã thấy, nếu các thế lực vừa kể trên bắt tay nhau thì sẽ là chuyện lớn và ông Tô Lâm sẽ không thể ngon ăn. Đó là chưa kể tới nguồn tin của thời báo tiết lộ Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ đào tận gốc, chốc tận rễ di sản nhân sự cấp cao thân cận với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Theo đó, trong thời gian sắp tới, các nhân vật Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai sẽ bị kỷ luật với hình thức khai trừ đảng và cắt hết tất cả các chế độ dành cho cán bộ cấp cao, kể cả lương hưu và các khoản phụ cấp khác. Theo giới quan sát, nếu chủ trương vừa kể trên của Tổng Bí thư Tô Lâm thực hiện được thì sẽ gây một cơn địa chính trị trong nội bộ của đảng. Phải chăng ông Tô Lâm sẽ tiến hành một chiến dịch hồi tố trên diện rộng để tịch thu tài sản tham nhũng của các quan chức, tương tự như cải cách ruộng đất trước đây? Điều vừa kể trên nếu trở thành sự thật thì Tổng Bí thư Tô Lâm hãy coi chừng, sẽ thành cách chữa lửa bằng xăng, rất dễ cháy thành vạ lầy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin thế và lực của Tổng Bí thư Tô Lâm có thực sự mạnh hay không. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.